Các em quan sát ví dụ đầu tiên này. Ví dụ 1. Tìm tập hợp các điểm biểu diễn số phức Z trên cái mặt phẳng phức. Sao cho Z trừ đi 1 nhân với Z liên hợp trừ đi Y là một số thực. Là một số thực. Thì ở đây chúng ta cũng có 4 đáp án mà đề bài cho. Và chúng ta phải lựa chọn một trong 4 đáp án này. Các em chú ý ở đây có hai đường thẳng và hai đường tròn. Nhớ nha, hai đường thẳng và hai đường tròn. Đấy. Vậy thì đối với bài toán này chúng ta giải quyết như thế nào? Thì đây thì sẽ phân tích, giúp các em phân tích để chúng ta có cái hướng đi chính xác nhất đối với những bài toán như thế này. Đầu tiên chúng ta đặt số phức Z bằng. Các em nên chú ý ở đây là phương trình chúng ta đưa ra là x với y, do đó đặt z bằng x cộng y. Sau đó chúng ta thay vào cái đẳng thức này, thay vào cái biểu thức này và làm cho thỏa mãn điều kiện bài toán, đó là biểu thức này là một số thực hay là số phức này là một số thực. Hiểu chưa? Làm thỏa mãn điều kiện này thì tự khắc nó sẽ ra đường thẳng hoặc là một cái đường gì đó. Đấy, vậy là hướng đi chúng ta có rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào lời giải chi tiết. Ở đây chúng ta sẽ đặt này. Z bằng x cộng với y y. Trong đó xy là thuộc R. Y là đơn vị ảo, không tính rồi. Theo giả thiết ta có Z trừ đi 1 nhân với liên hợp của Z trừ Y là một số thực. Đúng không các em? Bây giờ chúng ta thay Z vào. Điều này tương đương với Z là X cộng với Y trừ đi 1 nhân với Z liên hợp. Z liên hợp các em có thể tìm ở đây. Z liên hợp sẽ bằng là X trừ đi Y. Thay vào X trừ đi Y và trừ đi Y bằng. Đến đây chúng ta nhân phá ngoặc bình thường. Các em chú ý nha. X nhân X, X bình phương. X nhân với trừ Y Y trừ X Y nhân với Y. X nhân với trừ Y trừ X Y. Một anh. Tiếp tục. Y Y nhân với X cộng với X Y nhân với Y. Y Y nhân với trừ Y.